thịt cá luôn. Cái biển không đó các bạn. Okay. Chào các bạn nhé. Hôm nay mới tiêu ra coi anh thấy con cá giật cái quá đã luôn nha. Có dính nữa kìa các bạn, quá tuyệt vời luôn. Biết sao mà anh câu hay quá nha các bạn ha. Hôm mình sẽ cho các bạn coi anh câu được bao nhiêu con nha. Nãy vừa nói 1 tiếng là 10 con rồi đó, 10 tiếng chặt 100 con. Khu này là khu phải online. Wow, các bạn đứng bến, đây là cá bún nè các bạn. Đấy, con này 2 ngón tay, 2-3 ngón tay. Yeah, tuyệt vời nha. Mày câu là chuyên nghiệp, câu về cá hay câu mực anh? Câu cá. Cá anh? Câu bằng mồi là mực tươi ha. Sáng giờ câu được nhiêu con anh? Ngày anh đi nãy giờ mới có 1 tiếng. Tiếng hộ được 1 chục con rồi. Dạ. Quá đã luôn. Đó, làm coi như là mỗi đây mình đem cũng được mấy lạng ha. Mấy lạng mực ra. Coi như 10 tiếng coi chừng được 100 con à. Tiếng được 1 chục con thì 10 tiếng được 100 con. Gọi là giật liên tục á mới được á. Cái nước này nó cũng ăn sống quá. Dạ, cá cỡ 3 bàn tay ha, 3 ngón tay chứ lộn. Ok. Cá nhỏ này mới câu được ha. Con này là bí á, cá bún lên nè. Con nó đầm mới nè. Đây là con cá mú nè, đó. Nó rất là nguy hiểm nha, cá mú này cá biển á, nếu mà bạn bị nó đâm một cái á, là nhức lắm á nha. Hello. Ai thấy cá mú chưa? Đó, con này là cá mú con. Giờ mình xem cách phục nói chỉ câu lại của anh bị đứt dây câu luôn á anh. Dạ, cá nhỏ mà giật đứt dây câu luôn. Vô gạn á, dính này nó vô gạn.
dính được hai con cá mú. Cá này, cá mú này cỡ hai ngón tay. Mú này gọi là cá mú đốm. Và bây giờ tiếp tục làm mồi, gắn vô từng câu rất là đã. Đây là mồi mật tươi luôn á. Con mới nãy bị sẩy rồi, con mới nãy chắc con bự ha, giật nó nặng nặng tay. Nay tôi hiêu ra ngoài biển chia sẻ cho mọi người thấy là người dân đảo đi câu cá ngoài biển, đứng ở trên bờ câu luôn mà vẫn có cá. Và ở khu vực này là ngay khu bản Lan ở Vinh Bà, câu có cá mú luôn nha. Cá mú này là kho là số 1 ha, nấu canh kho này nữa ha. Ngoài cá mú còn cá gì á? Cá chàm vàng á. Cá gì nhiều nhất hôm nay anh câu cá gì nhiều nhất? Câu cá ninh thưa bàn. Dạ? Lia thưa bàn. Ninh bàn hả? Lia thưa bàn. Lia thi, à cá lia thi hòa vàng. Cá lia thi vàng á, chút nữa mình vô mình coi con cá nó như thế nào nhé. Cũng ba ngón tay hả anh hả? À, có ba ngón tay. Dạ, cũng bự à. Con nó chiên hơn không? Chiên hơn không? Yeah, các bạn thân mến. À, mình ngồi ở đây cũng gần cả tiếng đồng hồ với anh Tây câu thủ ha, mình gọi là câu thủ rất là giỏi, thả từ câu xuống là dính cá liền đó. Giờ một chút nữa mình chờ xem coi anh sẽ câu được bao nhiêu con nha, rồi quay cho các bạn xem. Thực sự thì các bạn có chỉ cần có cần câu và đem cái mồi mực tươi ra đây á, à, các bạn có thể đứng ngay trong bờ, các bạn quăng cái cần câu ra là có thể giật lấy cá ăn rồi. À, nhưng mà cũng phải biết cách câu mới có cá nha. Và các bạn lưu ý ở đây là nó trơn lắm. Bởi nó có nước biển nó đánh lên đây nè, nó làm rong rêu ở trên mặt đá nè, rất là trơn. Mr. Hill cùng với anh cũng phải đứng đây cẩn thận chứ không té ăn cái bởi đầu. Dạ, mình ra đây mình đứng thử coi. Wow, wow. Mang chân không nữa, không dám. Chờ đánh coi dính đường câu nè, con nè. Wow, dính nữa rồi. Đã quá, đã quá. Hy vọng là con bự anh hả?
Dạ. Yeah. Ngồi Mr. Hill câu thử cho các bạn coi nha. Oh. Yeah. Wow, hưởng thành quả của anh. Cho các bạn xem. Yeah. Đây là con cá mú nhỏ. Cũng hai ngón tay mới giống mới nãy thôi. Bây giờ Mr. Hill sẽ câu cho các anh chị thử cho các anh chị coi nha. Go. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ câu cá. Ok. Anh Tấn Trường hân hạnh được làm quen với Tấn Trường hân hạnh được làm quen với anh Trường. Dạ. Yeah. Còn bây giờ cầm vậy đó hả? Dạ. Dạ, kéo không được không phải. Buông ra thôi phải không? Wow. Yeah. Khóa này lại. Yeah, quá đã luôn các bạn. Rồi quay nhẹ nhẹ thẳng dây vô. Rồi, bây giờ bây giờ mình sẽ quay cho cái dây cho nó thẳng, nó cẳng thẳng. Rồi để cho mình có cái độ căng của dây ha. Rồi để mình cảm nhận cá nó cắn là mình giật ha. Ở căng cho anh hả? Rồi okay, ha. Cá giật. Ok. Quá đã các bạn. Cảm giác đã lắm. Ở đây cũng trơn lắm nên đứng mới cẩn thận. Yeah. Hy vọng giật được con cá bự cho các bạn coi nha. Cũng do là mặt biển phía Tây á, mùa mưa thì ở phía mặt Tây thì sẽ sóng lớn hơn. Mặt êm êm á, cá nó ăn nhiều. Cứng rồi anh ơi. Cứng rồi. Cứng đá hả? Đó. Dạ. Đâu không dính cá mà dính nguyên cục đá rồi. Cứng ngắc luôn rồi. Ok. Không sao. Thuốc kéo này tới bài kéo khác. Kéo kéo giờ thấy có thể là dính cá, còn không thì dính đá mất luôn cái lưỡi. Dính cá rồi các bạn ơi, trời ơi đúng là cầu thủ luôn. Yeah, đó các bạn thấy con cá đã không? Con cá này tên gì anh hả? Dạ. Cá đổng mướp hả? Dạ. Ok. Các bạn xem nè. Đó. Con này là cá đổng mướp nha. Ba ngón tay. Dạ. Yeah. Bốn ngón luôn hả chứ. Quá đã. Nắm mà quên. Chính cầm cái con này. Dạ. Nắm từ lâu như vậy. Cầm qua. Nở ra. Ồ. Ok. Quá dễ ha. Quá dễ. Tay của mình cầm á. Bên trên cực bạn không cá nó đâm. Rồi. Dạ. Yeah. Móc mồi vô cũng móc vậy ha. Nó mới cứng cái mồi. Rồi xong. Đúng.
Ê các bạn thân mến, hôm nay là câu được nhiêu đầy cá nè, đã chưa? Chia sẻ đến các bạn xem, hôm nay Mr. Hill ra đây đây cùng với anh Ngư Phủ đi câu cá luôn đó. Câu một tiếng được 10 con, nãy giờ chắc được 2-3 tiếng rồi, chắc mười mấy con đây. Quá đã luôn. Yeah, chúc mừng anh Trường nha, và chúc các bạn có được một cái video xem giải trí thật là vui, ra ngoài Phú Quốc câu cá biển nha. Yeah, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo, hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.